Sức khỏe 60 giây kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ cho cả nhà mình xem chi tiết máy trợ thính siêu nhỏ của hãng Realnet ha, sản xuất tại Nhật luôn, Made in Japan. Mã của nó là HM06. Thì trên thị trường có rất là nhiều mã tương tự nha. Có thể đó là hàng đời cũ và có thể đó là hàng sách tay nên giá thành nó sẽ rẻ hơn một chút xíu. Nhưng mà nếu mà hàng sách tay thì hãng sẽ không bảo hành. Mà những cái dòng máy nó mắc tiền như thế này nè, không bảo hành thì rất là tiếc nha. Còn nếu mà mình lỡ mua dòng đời cũ thì sẽ không có linh kiện để sửa chữa thay thế cô chú anh chị ha. Đây là mẫu HM06 sản xuất tại Nhật luôn nha. Và giá niêm yết của hãng là 3.700.000. Cái dòng máy trợ thính siêu nhỏ này thì nó phù hợp cho những người còn trẻ và những người bị lãng tai nhẹ. Nếu mà như cô chú anh chị mình mà làm việc văn phòng hoặc là thích thời trang, mình có thể chọn mẫu này. Còn nếu mà mình thích nghe lớn hơn, bền hơn, rẻ tiền hơn thì mình có thể chọn những cái dòng máy trợ thính không dây to ngẩn ngón tay út, và có thể chọn cái dòng máy trợ thính có dây rất là bền dành cho bà mình lớn tuổi và những người bị nặng. Thì cô chú anh chị mình có thể liên lạc trực tiếp Hoàng Sơn hoặc là xem trên kênh Sức Khỏe 60 giây để biết thêm thông tin chi tiết nha. Bên trong máy mình sẽ có phiếu bảo hành của hãng nè, hướng dẫn bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh. Rồi mình sẽ có một cái hộp đựng Made in Japan ha, Realnet, và những cái phụ kiện đi kèm. Đây là viên pin ha, đây là sợi pin 32 pin nhỏ. Một viên pin này xài tầm khoảng trên dưới 20 ngày tùy theo mình xài nhiều xài ít cô chú anh chị ha. Thì mình có thể xem bên cách sử dụng nha. Rồi mình sẽ có những cái phụ kiện đi theo là những cái cây chổi để vệ sinh nè, một cái đầu nhựa nhỏ nè, đầu nhựa lớn, và đi theo máy bên trong là đầu nhựa loại trung. Bên cạnh đó mình sẽ còn có một nắp pin để gãy nếu mình thay thế. Rồi mình xem bên trong nha. À, cô chú anh chị mình thấy ha, mình có hai cái chỗ này để hai viên pin dự phòng nếu mà mình đi xa nhà ha. Rồi cô chú anh chị thấy mấy máy đó rất là nhỏ gọn đẹp ha. Toàn bộ cái máy như đây thôi, cái lo sẽ phát ra chỗ này, cái micro sẽ thu chỗ này, và ngay chỗ cái mũi tên này là chỗ mình có thể đưa cái vít nhỏ vào để mình chỉnh độ lớn và nhỏ. Do đây là dòng máy siêu nhỏ nên là cái công tắc nó được tích hợp trong cái nắp pin luôn. Anh chị mình thấy cái ngay chỗ cái trống trống này là cái bản lề mình sẽ không bật, mà bên cái dấu chấm nhỏ này nè đó, mình sẽ bật nhẹ ra một cái. Và bên cạnh đó thì mình sẽ được thiết kế một cái hộp rất là hay. Khi mà cô chú anh chị gài cái máy trợ thính vào trong cái hộp như vậy, mình đẩy nắp pin lại là tự động cái máy sẽ được bật ra luôn ha, được tắt máy luôn. Cô chú anh chị thấy không? Còn nếu mà mình kỹ á, mình về nhà mình có thể bỏ cái này bên ngoài và mình bật cái nắp pin này ra luôn. Đây là cách mà Hoàng Sơn hướng dẫn cô chú anh chị mình hay sử dụng, là mình bật ra luôn như vậy. Thì lỡ mà cục pin nó có bị đổ mồ hôi, nó ướt, nó chảy nước thì nó sẽ không làm hư máy. Máy bảo hành 1 năm nhưng mà mình sẽ xài được nhiều năm cô chú anh chị ha. Trung bình mình xài khoảng 20 ngày tùy theo mình xài nhiều xài ít. Đó, nếu mà pin tốt thì xài được nhiều, hoặc là mình sử dụng chỉnh lớn thì nó sẽ nhanh hết pin, mà chỉnh nhỏ thì lâu hết pin. Quan trọng là mình chỉnh vừa đủ nghe nha. Chứ không phải lớn là tốt đâu. Lớn là mọi thứ đều lớn lên. Còn nhiều khi cái tiếng xe nó ồn theo nên mình chỉnh vừa đủ nghe thôi. Ngay chỗ này ha, mũi tên nó đang nằm ở mức trung bình, mình có thể chỉnh ngược chiều kim đồng hồ xíu là nhỏ, theo chiều kim đồng hồ là lớn ha. Ngay chỗ này là cái micro nên là mình đừng có làm dơ chỗ này, nó sẽ bị nghẹt. Còn nếu bị nghẹt thì cô chú anh chị mình nên gửi đến trung tâm để họ lấy ra cho mình. Cái này là lấy ra miễn phí, còn nhiều khi mình chọt vô sẽ không có tốt cho máy nha. Rồi cô chú anh chị sẽ thấy một cái máy trên thị trường nó giống như vậy luôn, y chang không khác gì hết, nhưng mà nó ghi là HM04, có nghĩa là cái máy đó nó là máy đời trước đó, nó dòng tương tự. Còn đây là dòng kỹ thuật số ha, thì cái máy đó là nó sẽ rẻ tiền hơn cái máy này rất là nhiều, và cái mẫu đó hiện giờ đã ngừng sản xuất rồi cô chú anh chị ha. Rồi cô chú anh chị mình nhầm chỗ này mình sẽ thấy có 8 con số, đây là số series của máy nha. Mỗi máy sẽ có một số như vậy. Nếu mà như hàng giả, hàng nhái sẽ không có số này. Và khi mình gửi về hãng, nếu mà họ sẽ kiểm tra những cái số này không có đúng với cái mà được nhập khẩu báo cáo khi đem về Việt Nam thì chúng ta sẽ không được bảo hành nha. Nên là cô chú anh chị mình nên mua chính hãng để mình sẽ được bảo hành tốt và được dịch vụ sau này. Rồi cái này là cái đầu
đầu nhựa dẻo loại trung ha. Nếu mà như bình thường thì mình hay xài loại này, còn nếu lỗ tai mình nhỏ thì mình có thể lột ra mình thay đầu nhựa lớn hơn, còn nếu mà cái lỗ tai mình lớn mình sẽ thay cái loại lớn hơn nữa. Lúc nãy Hoàng Sơn đã cho mình coi mấy cái phụ kiện rồi, cái lò sẽ phát ra chỗ này. Nếu trường hợp mà cái rái tai mình bị lọt vào đây, bị nhét vào đây nó nghẹt thì mình lột này ra, mình sẽ bật máy lên, mình bỏ vào tay mà nó hú, tức là cái lo và cái mít nó thu phát tốt là do cái này bị nghẹt, thì mình chỉ vệ sinh cái này thôi. Thì Hoàng Sơn sẽ không có nói chi tiết về cái cách khắc phục lỗi. Cô chú anh chị mình có thể gọi cho Hoàng Sơn hoặc xem video cũ trên kênh Sức Khỏe 60 giây nha. Mình lắp vào như thế này, rồi mình bật ra ha. Ở trên đây nó có dấu cộng và trừ nha, dấu cộng và trừ. Cái đầu nhỏ viên viên thì nằm ở bên dưới, nó có một cái rãnh nè. Còn nếu mình để ngược lại mình sẽ đậy nắp không được. Còn nếu mà như cô chú anh chị mình lỡ tay mà bật mà gãi cái nắp pin này thì mình sẽ có một cái phụ kiện để đi theo, hoặc là mình có thể gửi về hãng để thay thế. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà chúng ta lỡ mà làm gãy cái nắp pin ra như thế này mà chúng ta không cần mua thay thì xài vẫn được nha. Chỉ khi mà mình tháo pin ra nó sẽ rời ra như thế này, nhưng mà khi lắp vào lại thì máy nó sẽ, cái nắp pin nó sẽ được kim cố định ở bên trong trong như thế này, nó sẽ không có rớt đâu. Rồi trường hợp khi mua về máy nó sẽ có thu phát, nó sẽ hơi hú, thì khi mà mình nhắc kính vào lỗ tai thì âm thanh nó sẽ vào không, nó sẽ không hú ha. Còn trừ khi mình để hở vậy nè thì cái âm thanh nó thoát ra, nó sẽ thu vào cái mic thì nó sẽ hú. Thì trường hợp đó giống như mình karaoke mic với loa gần nhau thôi, nên là nó không phải là lỗi của máy nha, mà là mình phải nhắc kính vào bên trong. Cái lỗ tai mình càng vô trong á nó càng nhỏ, mình nhắc kính vào nó sẽ hết thôi. Rồi vài thông tin chia sẻ cùng cô chú anh chị nha.